Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Siêu Nguyễn FT nha anh em. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho anh em cách ẩn in cloud đối với những máy quay hoặc là máy mà quên tài khoản in cloud nha anh em. Nhưng mà muốn ẩn á thì mình sẽ ra cái video này để hướng dẫn anh em ẩn này. Những máy quay là máy trả góp đồ thì chỗ này nó bị giới hạn nha anh em, hoặc là tài khoản vay này. Thì mình sẽ những máy mà tình trạng như thế này vào được bên trong và vào được như thế này nha anh em, thì có thể hoàn toàn có thể ẩn. Thì hiện tại thì hỗ trợ từ iOS 16.2 tới 16.5 nha anh em. Đây ví dụ như còn đây là hiện tại là iOS 16.4.1 thì hoàn toàn là ok nha anh em. Rồi mình sẽ tiến hành nha anh em. Nó đi rồi anh em vào lại, anh em ấn vào install một lần nữa. Ở đây thì nó sẽ hiện ra anh em chọn cái dòng đầu tiên direct install nha anh em. Nó hiện quảng cáo thì anh em cứ bấm quay lại đi, anh em bấm lại này. Ở đây giờ nó sẽ có cái quảng cáo nha anh em. Rồi anh em đợi 8 giây. Rồi anh em chọn mở lên nè. Rồi cài đặt. Cài đặt xong rồi anh em thoát ra màn hình. Đây lúc này nó đang cài đặt này. Điều kiện là máy phải mở được 4G hoặc Wi-Fi nha anh em. Anh em ấm vào nó này. Đây là lúc này báo là chưa tin cậy được cái app này. Anh em vào là cài đặt chung. Anh em kéo xuống vào chỗ là quản lý thiết bị này. Rồi anh em chọn là tin cậy nha anh em. Rồi anh em thoát ra, anh em chọn vào cái app nó đó. Rồi cái đây thì tùy anh em này, anh em bấm vào biểu tượng tải xuống này, bấm vào biểu tượng tải xuống này. Rồi ở trên đây nó cũng có một biểu tượng tải xuống này đó. Những mục gần đây là cái mục anh em tải là nó nằm trong đây nha anh em đó. Bây giờ mình để là mình tải cái Mikasa này, em bấm chọn để cho nó cài đặt. Đang cài đặt là thành công. Em muốn cài đặt không? Cài đặt này. Rồi anh em thoát ra. Rồi nó báo đang cài đặt này. Rồi anh em chọn vào Mikasa này, chọn Yes này, chọn Array này. Đây là báo KDF rồi. Array này. Rồi anh em vuốt xuống nha. Vuốt xuống chọn cái này Back Again đây. Anh em chọn vào Inbox. Rồi chọn cái file com mà lúc ban đầu chúng ta tải nha anh em. Rồi ok. Rồi anh em thoát ra. Rồi anh em vào. Rồi em nên tích vào cái dấu đây cho anh em. Tích vào cái dấu đó nè. Rồi anh em thoát ra. Vào cài đặt chung. Nó lúc này nó sẽ hiển thị cái này, anh em tích mấy cái này hết đi. Chỗ này nó có một dòng số gì đó thì anh em xóa đi nha anh em, xóa sạch đi. Rồi anh em quằn lại chỗ này là nó vẫn còn đang ẩn nha. Anh em khởi động lại thiết bị này, và để cái đặc trưng này anh em tách hết mấy cái này đi. Đây là cái tool này nha anh em. Rồi anh em khởi động lại. Nói chung là thao tác nó cũng rất là đơn giản nha anh em, thực hiện nó cũng rất là nhanh. Thì đối với những máy mà máy vay hoặc máy quên in cloud hoặc máy nhặt được nhưng mà vào được bên trong thì tất cả anh em trong cái khoảng iOS từ iOS 16.2 tới 16.5 đều ok hết nha anh em. Rồi vào đây là anh em đợi xíu để cho nó lót cái này nha anh em. Đợi xíu. Đó, lúc này thì nó sẽ hiện lên nha anh em. Anh em ấn vào đây định sức này.
đinh sắt, xong là anh em đăng nhập được in cloud mới của mình vào nha anh em, thoải mái đó, bấm đinh sắt này. Như vậy thì video của mình hướng dẫn đến đây là kết thúc nha anh em. Nếu anh em thấy hay thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Rồi, tạm biệt tất cả các anh em.